Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu cho các bạn tham gia một chiến hay góp nhận 100.000 token Son, các bạn tự dán Sonberry để tham gia giá. Hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn mở cái link form của các bạn thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Zalo nè. Mình chụp xíu, các bạn join xào các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Không có cấp tra các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và copy hashtag này nha các bạn. Từ chữ Sonberry nè. Rồi các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chụp chẳng như tờ quýt nè. Các bạn dán tan ba người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn bấm tờ quýt nè. Rồi các bạn bắt đập lên cho các bạn. Các bạn mở lên firm lại nè. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại username từ Twitter của tất cả các bạn nè. Tại sao sao tiếp tục thì các bạn gỡ lên link request thì các bạn mở từ Twitter của tất cả các bạn ra lại nè. Các bạn nhập vào ba cái bên cùng nè, các bạn nhập vào hồ sơ nè, các bạn lướt xuống nha, các bạn bấm bài chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè để mình qua mình coi bao nhiêu được follow các bạn. 22k rồi, các bạn bắt đập lại các bạn. Rồi các bạn mở link form lại nè, các bạn dán link repeat cho đây nè. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã chọn vào nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Dễ phí quá. Tiếp tục thì các bạn gọi là địa chỉ solet.io nè các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ solet.io ra các bạn. Rồi các bạn unlock vào nè. Rồi các bạn bấm nhận là được nữa. Rồi bạn copy địa chỉ với mình các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục cái mã gaffer này thì là gaffer username tại Twitter mình, thì các bạn điền giúp mình là cộng winvnh9 nha các bạn. Mình để cho mình link mô tả với video đó. Tiếp tục các bạn lướt cấp tra như 97 cộng 37 như thì các bạn chọn vào các bạn. 525 5 125 và 98 cộng 37 như ta. Rồi các bạn cộng hai số này các bạn, 98 cộng 37 là bằng 135 nè. Rồi bạn bấm nút gửi các bạn là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 100.000 token Son để đem kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nha.